Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Hoàng Sáng. Thì trong video báo giá ngày hôm nay thì là video đầu tiên ha. Nói chung là trong năm 2023 là em quay video đầu tiên á. Thì có ghé cửa hàng xe máy Hoàng Sáng ha, địa chỉ là 9/6A khu phố 1 Tâm Hòa Biên Hòa Đồng Nai. Thì anh chị em mình mà có nhu cầu mua bán trao đổi gì á thì liên hệ nha. Nói chung là hôm nay cũng sẽ lên sóng rất là nhiều xe ha, lên từng chiếc một thì anh em có gì đón nhận nha. Có gì thì liên hệ đầu số là 0983533445, làm việc trực tiếp đến cửa hàng. Thì bên em thì có trả góp và ship xe nha mọi người, có trả góp và ship xe đầy đủ. Đó, còn bây giờ trong video ngày hôm nay thì em lên sóng với anh chị em một con quay Alpha ha. Con này là Alpha 2013, xe nói chung là cũng cọp đấy anh em. 2013 mà bỏ trước theo xe nhá. Thì anh chị em mình đón nhận xem thử xem là cái chiếc mà 2013 bỏ trước nó còn theo xe á thì cái chất xe nó như thế nào nha. Nói chung xe cũng rất là giá mềm nha anh em. Đấy. Xe thì cực chất nha anh em. Rồi anh em đón xem chi tiết nha. Con này là 2013 anh em ha, xe thì nói chung là chất xe thì rất là tuyệt vời. 60F1 nha, 08493. Con này báo giá anh em luôn là 16 triệu, 16 triệu nha. Anh em coi kỹ cái chất xe 2013 nó như thế nào này. Đây anh em coi từ cầm đồng điện nha. À, cầm nó vàng ươm anh em ha. Rất là đều nhau này. Đấy. Anh em coi chi tiết nha. Anh em coi chi tiết kỹ giùm em. Coi tất cả các chi tiết này. Rất là đẹp, chuẩn chỉ cho anh em ạ. Bô thì nói chung đời 23 thì là bô đen anh em ha. Bô đen vỉ nè. Đây, gấp nè. Bán để chân đồ ha. Mọi người tham khảo kỹ nhé. Nói chung là anh em nào mà thích chơi Alpha mà chơi loại máy 100 á, tiết kiệm nhiên liệu á, thì có thể liên hệ lấy con này ha, liên hệ Hoàng Sáng trực tiếp lấy con này. Máy êm anh em ha. Đây anh em coi chất xe nha. Nói chung là cái đời 23 thì anh em biết rồi, nó lâu rồi đúng không? Lâu rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ anh em coi cái chất xe của con này nó như thế nào. Đây, bán đầy chân này, ốc tán này, lốc không xi dặm nha mọi người. Con này thì nói chung là xe không có xi dặm gì anh em ha. Xe thì zin cọp anh em. Nói chung là gọi là chất mộc. À, xe này xe chất mộc nha. Giá thì 16 triệu anh em ha. Thì nói chung giá cả thì anh em thương lượng thì anh em liên hệ trực tiếp với cái đầu số là 0983533445 nha, làm việc trực tiếp đến cửa hàng xe máy Hoàng Sáng. Bên em thì có trả góp ship xe đầy đủ anh em ha. Trả góp ship xe nè. Soi anh em coi chất xe thôi, chủ yếu anh em coi chất xe à. Rồi anh em coi gì xuống tiền nha. Thấy không? Vuông thằng sắt cạnh nha anh em. Giá 16 thì nói chung giá còn thương lượng anh em nhé. Giá thương lượng cho anh em. Anh em đam mê thì anh em thiện chí anh em gọi. 2013 giá 16 triệu ha. Thì anh em coi chất xe rồi anh em đánh giá nha. À, chứ anh em nghe giá xong rồi anh em phán liền thì nhiều khi nó tội nghiệp cho cửa hàng, tội nghiệp cho em đó. Đây anh em coi này, cái cụ đề nè ha. Đấy, ống mánh 7 màu luôn mà. Xe đi cực kỳ ít. Rồi, đặc biệt là con này là cái đát vỏ nó còn theo xe. Để em kiếm cái đát vỏ nó, em quay cho anh em coi ha. Đầu tiên quay cái vỏ trước nè. Đây. Chất xe nhá, không xi dặm mọi người ha. Nói chung là xe cũng không xi dặm, cam đùm liền là zin ha, goxi rất là đẹp. Đây anh em coi cái vỏ này, nói chung là cũng còn được nhé mọi người. Cũng còn được ha. Vỏ cũng còn được ha mọi người ha. Đâu rồi cái đát vỏ đâu. Nằm bên này thôi. Đây anh em ơi. 2113 anh em ha. Đấy. 2113 nhá. Con này là vỏ 2013. Vỏ 2013, xe thì cũng 2013 luôn nha mọi người. Nói chung là anh em coi xe, anh em coi chất xe nhá. Anh em coi chất xe của nó hiện hữu nó như thế nào. Đấy, áo sống thì nói chung đầy đủ hết cho mọi người. Về bức thì nói chung là có hơi chạy nhẹ thôi. Cái này sức dâm không đáng kể anh em nhé. Rồi. 2013 anh em coi cái chóa đèn này không? Xe chạy ít chạy nhiều này nó khác biệt đó. Chạy ít chạy nhiều nó khác biệt nhá. Chạy nhiều thì nói chung là 2013 thì nó sẽ vàng, nó đục hơn, ố hơn, nhưng còn con này thì rất là trong anh em ha. Rất là trong. Tất cả các thứ đều còn rất là chuẩn nha. Bao tay gù. Đấy, anh em coi chi tiết kỹ nhá. Đấy anh em coi chi tiết kỹ giùm em này.
đồng hồ này, kim này, tất cả các cái ấy, màu của nó còn rất là tươi và đẹp nha anh em. Đúng không? Những cái nào mà chạy nhiều, sử dụng nhiều, đi nắng đi mưa đồ nhiều thì anh em biết là nó phai bớt, nó màu này kia đi. Nhưng mà anh em nhìn thấy cái đồng hồ không? Kim còn rất là rực nha. Kim còn rất là rực. Đó, anh em nhìn những nút bấm. Những nút bấm này, đấy. Còi thì không nói rồi, còi thì xài nhiều thì đây, công tắc cốt pha đèn này, đây, đèn này. Thấy không? Bao tay vào chân này, gù này. Gương đầy đủ hết ha mọi người. Anh em coi xe thì anh em kỹ chi tiết giùm em ha, kỹ chi tiết, tại vì em cố gắng em quay kỹ chi tiết từng cái chỗ, từng vị trí để anh em tham khảo thử, thì anh em cũng coi kỹ chi tiết ha, rồi xuống tiền. Rất là đẹp nha, máy móc này, ốc bán này, xe rin nha anh em nhé, xe máy móc rin là chân và áo đồ là đẹp ha mọi người ha, không cấn móc, không lụng lỗ gì hết nha mọi người đấy. Rất là đẹp nha. Nhìn cái xe nó chất không? Nhìn nó sạch sẽ không anh em? Cô ren ha. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Đời 2013. 2013 mà còn giữ được như vậy là chuẩn rồi anh em ha. Tầm giá 16 triệu thì cũng không đến nỗi nào hết. Nói chung còn thương lượng. Đấy, anh em là chịu chơi ha. Chịu chơi thiện chí và muốn mua với cái dòng này á, nó bền, nó tiết kiệm nhiên liệu thì liên hệ 2013 nha. Cặp te còn nguyên nè anh em. Em nhìn cặp te đẹp không? Nè, áo sống thì có chày xíu anh em ha, mà chày này cũng không có đến nỗi gì đâu nè. À, đấy, chày này chày sơn nào quên chày tem thôi nè. Đó. Đó, nó xước ha. Xước như không có ăn sâu rồi nha mọi người. Yên tâm. Vỏ sau thì không còn rồi anh em, vỏ sau thì không còn rồi. Vỏ sau này vỏ 2018. Vỏ này vỏ 2018 nè anh em này, thấy không? Đấy, vỏ sau là 2018 thì nói chung là chắc 2018 mới thay cái vỏ à. Không biết thay được mấy cái vỏ đâu, không biết, nhưng mà vỏ trước 2013 thì còn nguyên ha, phục còn rất đẹp nha, không nổ sơn không gì hết. Con này thì cứ dàn chân dàn áo thì em thấy là ok mọi người ha, dàn chân, nhất là dàn chân của con này rất là đẹp. Anh em nhìn thấy căm không? Căm nó còn đều và đẹp như vậy nữa anh em. À, nó đều nha, chứ không phải là có cái vàng cái đen cái nâu nha, nó đều, rất là đều, đều tơm tắp luôn. Vỏ lốp dày ha. Chuẩn ha. Rồi, tiếp theo coi bình xăng nha. Nói chung là hàng thì cũng gọi là xém cọp anh em ha. Đấy, xém cọp. Đó, thì nói chung là cũng quay chia sẻ với anh em. Thì anh em thiện chí anh em cứ liên hệ đến Hoàng Sáng 0983533445 làm việc trực tiếp, hoặc anh em nào đến được địa chỉ là 9/6A ha, khu phố 1 Tam Hòa Biên Hòa Đồng Nai thì anh em đến trải nghiệm xe nhé, anh em đến chạy thử, anh em coi chất xe nó rất là đẹp, nó rất là cọp luôn, rất là đẹp, rất là cọp luôn anh em ạ. 16 nha, 16 triệu đấy, thì anh em coi tổng thể xe ha. Coi tổng thể xe nhé. Nói chung là cái dàn máy móc rất là êm anh em ha, máy móc rất là êm ái nhẹ nhàng đấy, bình xăng bình đồ thì cũng chuẩn chỉ luôn. Thì anh em liên hệ nha, anh em thiện chí anh em thấy mà nếu mà chiếc xe này đẹp vừa tầm mắt vừa tầm ý của anh em á, thì anh em liên hệ giùm em ha, 0983533445 làm việc đến cửa hàng nhé. Nói chung là xe với anh em là zin chất. À, xe đẹp nhá, xe đẹp anh em ạ. Xe đẹp anh em nhá. Đấy, quá rồi, anh em nhìn cái chất xe nó còn bận đồ còn nguyên hết nha mọi người, bận đồ còn nguyên hết á. Đó. Thì thiện chí anh em gọi thôi. Rồi em cũng kết thúc video và cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm nha. Hẹn anh em trong video báo giá tiếp theo nhé. 16 triệu còn thương lượng, trả góp ship xe đầy đủ. Rồi vậy nha anh em.